quý vị nhớ cực kỳ lợi hại luôn này. Phạm một năm hại cha này, phạm một tháng hại mẹ này. Còn nếu nó phạm vào ngày ấy, thì hại thân, tức là hại chính chính bản thân người xây nhà ấy, hại vợ và hại anh em, tức là những người cùng trang lứa. Và gì? Nếu mà phạm vào giờ mà bị phạm vụ long thì nó hại vào tử tôn, tức là phạm vào con cái. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình xem tuổi làm nhà trên kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái cách tính gì tháng tháng tốt xây nhà, ngày tốt xây nhà và giờ tốt để xây nhà. Và chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn loại bỏ tất cả những cái giờ xấu, ngày xấu, tháng xấu và năm xấu để cho quý vị lựa chọn được một cái thời điểm xây nhà cho mình phù hợp nhất. Bao gồm là gì? Năm nay có xây được không này? Tháng này xây được không này? Và ngày này thì có xây được không? Và kỹ những ngày nào đó thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong cái video này. Như chúng ta đã biết là trong cái phong thủy ấy, thì có một hệ thống trường phái, đó là gọi là ngũ hành hồng phạm. Thì người ta có một cái môn là môn gia truyền, đó là gì? Nó gọi là mộ long biến vận. Cái mộ long biến vận này được ứng dụng hầu hết là trong cái việc là gì, dựng cửa xây nhà đấy. Trong việc xây nhà là tính rất là chi tiết, và chúng ta có hoàn toàn có thể là gì, dựa vào cái mộ long biến vận này để chúng ta tính toán và chúng ta loại bỏ ra những cái tháng xấu, cái ngày xấu, cái giờ xấu để chúng ta xây nhà được các lợi nhất. Thì cái mộ long này nó tính như nào? Thì đầu tiên tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là gì, một là cách tính mộ long, hai là gì, cái năm 2022 nhâm dần thì tính mộ long nó phạm ở đâu, và tháng nào xây nhà ấy, thì không bị phạm vậy, ngày nào giờ nào xây nhà thì không bị phạm. Thì trong cái video tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những điều đó. Đầu tiên là cách tính mộ long nhé. Thì chúng ta biết mộ long biến vận đúng không ạ? Thì cách tính mộ long là gì? Mộ long nó nói có nói rằng là gì, về đầu tiên ấy, thì sẽ xét về nạp âm của thái tuế đúng không? Đầu tiên sẽ là nạp âm của thái tuế, và xét với nạp âm của mộ long, nạp âm của thái tuế, xét đến nạp âm của mộ long đúng không? Nếu mộ long khắc thái tuế thì sao? Thì rất là cát đúng không? Mộ long và thái tuế tỷ hòa cũng rất là cát, và mộ long và thái tuế tương sinh với nhau, tức là mộ long sinh cho thái tuế hoặc là thái tuế sinh cho mộ long thì cũng rất là cát. Và đại cát nhất là gì? Là mộ long khắc thái tuế thì gọi là đại cát. Thì các bạn có thể tìm hiểu cái tài liệu về cái mộ long biến vận ở trong cái quyển Hiệp Kỷ Biện Vương Thư. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cách tính như sau này. Thì ngũ hành ấy, đầu tiên tính mộ long thì chúng ta phải biết được gì về cái mộ vận á. Thì mộ long chia ra gì, chia cái ngũ hành cho chia 24 sơn hướng ấy. À, chia 24 sơn hướng ra làm năm năm cái mộ vận đấy. Như thủy vận là gì đấy, thủy vận thì có 8 sơn thuộc thủy, thì chúng ta có gồm có những sơn là giáp này, dần này, thìn này, tốn này, tuất, khảm, tân, thân đấy. Thì cái này á, cái 8 sơn thủy này, 8 sơn thủy thì có mộ mộ tại thìn đấy, có mộ tại thìn. Và năm sơn thổ, năm sơn thổ thì bao gồm các sơn là sửu, quý, khôn, canh và mùi đấy, thì có mộ cũng có mộ tại thìn luôn, tức là 8 sơn thủy và 5 sơn thổ đấy, thủy thổ đồng cung và có mộ là mộ tại thìn đó. Tiếp theo là gì, 3 sơn mộc đấy, thì là trấn, cấn và tỵ thì có mộ tại mùi. Và gì, 4 sơn kim, 4 sơn kim là càn, hợi, đoài, đinh đấy, có mộ tại gì, tại xíu. Và 5 sơn hỏa, 5 sơn hỏa là ly, nhâm, bính, ất đấy, thì có mộ tại tuất. Đấy, thì một số quý vị mà chưa đã từng học phong thủy thì đã cũng biết biết rồi đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Ở cái mộ long này chia chia ra ngũ hành thì nó bị khác với cái ngũ hành mà bình thường. Vì sao? Ví dụ cái nhâm này đúng không ạ? Nhâm thuộc thủy. Đây này, nhâm thuộc thủy này. Ất thuộc mộc đúng không ạ? Thì lại chúng ta lại gì? Nó lại cho vào cái sơn hỏa. Đấy, đúng không? Đấy thì quý vị thấy là nó khác đúng không ạ? Và sơn kim này, ví dụ hợi này, hợi là thủy đúng không ạ? Hợi là thủy và đinh là hỏa thì lại vào vào cái sơn kim này, và bốn sơn kim này. Đây là quý vị nhé, nếu quý vị muốn tìm hiểu biết tại sao lại thế thì quý vị hãy đọc cái Hiệp Kỷ Biện Vương Thư, ở trong đó có ghi rõ ràng ra, thì họ dựa vào các quẻ, dựa cái run lên biến quẻ và họ đã chia ra như thế này đấy. Thì quý vị hãy tham khảo thêm ở cái Hiệp Kỷ Biện Vương Thư nếu quý vị thắc mắc, hoặc là quý vị có thể comment bên dưới và những cái câu hỏi của quý vị. Thì bây giờ là gì, đây là gì, đây là năm mộ vận, đây là năm mộ vận của mộ long biến vận. Thì bây giờ để tính thế nào được mộ vận theo từng năm đúng không ạ? Để tính theo mộ vận theo từng năm thì chúng ta lại phải là gì? Dựa vào một cái gọi là gì? Ngũ thử độn, là ngũ tý độn đấy. Ngũ tý độn thì gì? Giáp kỷ, hoàn gia giáp này. Đúng không ạ? Giáp kỷ là những năm giáp kỷ thì khởi ở giáp tý, những năm ất canh thì khởi ở bính tý, những năm bính tân thì sao? Khởi ở mậu tý. Những năm đinh nhâm thì khởi ở canh tý, và những năm mậu quý thì khởi ở nhâm tý. Đấy.
bắt đầu chúng ta tính Mậu Long nhé. Năm nay là năm 2022 Nhâm Dần, bắt đầu chúng ta tính Mậu Long này. Mậu Long Nguyên Vận đúng không ạ? Năm Nhâm Dần thì Đinh Nhâm khởi canh canh đúng không? Là canh Dần này, à, canh Tí này, canh Tí Tân Sửu đúng không ạ? Thì cái mộ mộ của Kim Cục ấy, mộ của Kim Cục thì là Tân Sửu đúng không ạ? Và tiếp theo này, Nhâm Quý Giáp đấy, mộ của gì? Mộ của tám sơn thủy và năm sơn thổ, thủy thổ đồng cung là mộ Tuyệt Thìn thì là Giáp Thìn. Đấy. Và tiếp theo này, Ất Bính Đinh đấy, mộ của gì? Mộ của ba sơn mộc, ba sơn mộc thì có mộ tại Mùi thì nó sẽ là Đinh Mùi. Đó. Và gì? Đinh Đinh này. Đinh Mậu Kỷ Canh đấy. Thì nó sẽ là gì? Canh Tuất. Đó, thì vị trí là chúng ta sẽ tìm được, để chúng ta bước bước thứ hai đấy. Đầu tiên là gì? Chúng ta xác định được gì? Là mộ vận đó. Thứ hai là chúng ta gì? Sử dụng ngũ tí độn để tìm ra ngũ hành của mộ vận. Vị Giáp Thìn thì có ngũ hành thuộc gì? Thuộc hỏa. Đúng không? Đinh Mùi thì có ngũ hành thuộc Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Mão Mùi Giáp Bất Bính Đinh Mão Thủy. Đúng không? Tân Sửu ngũ hành thuộc thổ, Tân Sửu ngũ hành thuộc thổ và Canh Tuất ngũ hành thuộc kim. Đó. Đó là gì? Đó là năm cái ngũ hành. Thì gì? Khẩu quyết chúng ta nhớ này, Thái Tuế mà khắc Mộ Long. Đây là Mộ Long. Đúng không? Đây là Mộ Long. Bốn cái mộ vận đây, bốn cái Mộ Long đây. Thì chúng ta xét nhá, nạp âm của Thái Tuế trong năm Nhâm Dần 2022 là gì? Là kim đúng không ạ? Kim thì khắc mộc. Kim khắc mộc. Đấy. Vị trí là trong bốn mộ vận này không có mộ vận nào thuộc mộc. Vị trí là về cái năm nhá. Về cái năm là không bị không khắc, không bị phạm. Đấy, thì cái Mộ Long Biến Vận nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cái chuyện xây nhà. Động thổ xây nhà tức là chúng ta phải đào bới lên ấy, thì chúng ta mới tính nhá. Mà nếu mà nó phạm vào ấy, nó phạm vào năm này. Nó phạm vào năm thì hại cha này. Phạm vào tháng thì hại mẹ. Đấy. Quý vị nhớ cực kỳ lợi hại luôn này. Phạm vào năm hại cha này, phạm vào tháng hại mẹ này. Còn nếu mà nó phạm vào ngày ấy thì hại thân, tức là hại chính bản thân người xây nhà ấy, hại vợ và hại anh em, tức là những người cùng trang lứa. Và gì? Nếu mà phạm vào giờ mà bị phạm Mộ Long thì nó hại vào tử tôn, tức là phạm vào con cái. Đấy, đó là cái Mộ Long biến vận này nó là một cái cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta phải gì? Phải đề phòng. Đó. Thì sau khi xét được gì? Về cái năm là không phạm đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xét đến tháng. Đấy. Thì chúng ta về tháng, để xác định tháng thì chúng ta sẽ sử dụng ngũ hổ độn đúng không ạ? Thì gì? Những năm mà Đinh Nhâm thì khởi ở Nhâm Dần. Đinh Nhâm đúng không ạ? Thì khởi ở Nhâm Dần. Đấy, thì tháng 1 là tháng Nhâm Dần, tháng 2 là Quý Mão, tháng 3 Giáp Thìn, tháng 4 là Ất Tỵ, tháng 5 Bính Ngọ, tháng 6 Đinh Mùi. Vân vân đến hết. Đấy, thì chúng ta thấy này. Những tháng Nhâm Dần có ngũ hành thuộc kim đúng không ạ? Thì kim thì khắc mộc, thì nhâm tháng 1, tháng 2 Nhâm Dần Quý Mão thì không có sơn nào bị khắc. Mộ Long không sơn nào bị khắc, tại vì không sơn nào có ngũ hành là thuộc mộc. Đấy, tháng Giáp Thìn là hỏa đúng không ạ? Giáp Thìn Ất Tỵ là hỏa. Thì hỏa thì khắc kim. Hỏa thì khắc kim, vị trí này này, những cái sơn tuất, những sơn nào có độ số có gì? Nó khắc ở những cái sơn là ly, nhâm, bính và ất đúng không ạ? Ly là hướng nam là chính ngọ đấy. Đây, thì chúng ta có thể lấy một cái la bàn thước lục cực này, chúng ta tính này. Đúng không ạ? Ly, nhâm, bính, ất là nó thuộc gì? Ly là thuộc nam. Đây, tức là chính ngọ. Những nhà nào mà có tọa tí hướng ngọ ấy, có độ số từ gì? Từ 172,5 độ đến 187,5 độ thì chúng ta không xây mới vào cái tháng 3, tháng 4. Đấy, và tháng 3, tháng 4 là một này, thứ hai là tháng 7, tháng 8 là chúng ta không xây mới nhá. Tiếp đến là gì? Nhâm đúng không ạ? Nhâm là hướng bắc đây. Hướng nhâm có tọa độ là 337,5 độ đến 312,5 độ thì chúng ta cũng không xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 8. Đó. Đó là những tháng mà bị phạm vào Mộ Long, mà phạm vào tháng thì gì? Thì hại mẹ, hại mẫu đấy. Đúng không? Hại mẹ. Đấy. Thì chúng ta không xây nhá. Nhớ, quý vị nhớ, nhớ là gì? Hại mẹ không xây. Tiếp theo là gì? Bính. Bính là bính thuộc hỏa đúng không ạ? Bính ngọ đinh là thuộc nam đây, bính đây. Bính thì nó có tọa độ từ 157,5 độ đến 172,5 độ. Đấy, thì cũng không xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 7 và tháng 8. Thì quý vị dựa vào cái Mộ Long là một này, thứ hai, quý vị dựa vào cái La Bàn hay Tương Sơn để quý vị tính ra gì? Tính ra những cái sơn nào phạm Mộ Long và cái tọa độ nào phạm Mộ Long để quý vị có thể tránh ra để không xây nó không bị phạm, nó tốt nhất. Đó. Nhá, quý vị sử dụng cái La Bàn 24 sơn đấy nhá, cái thức lực cực này để quý vị tính toán xem ví dụ như là đây là gì, những cái sơn đây nhá, tiếp tục này, những sơn thuộc kim ấy thì kỵ tháng 3, tháng 4 và tháng 7, tháng 8 đúng không? Còn những sơn hỏa, ví dụ là sơn hỏa Giáp Thìn này,
Giáp Thìn đúng không? Giáp Thìn thì sẽ có 13 sơn. Đấy. Giáp Thìn là gì? Là thuộc gì? Giáp Thìn đúng không? Thìn là thuộc nhâm thân tí thìn là thuộc thủy cung. Đấy, thủy thổ đồng cung có mộ tại thìn thì sẽ có 13 sơn là không xây được. Ví dụ như là quý vị muốn xây nhà vào tháng 5 đúng không? Tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng gì? 11, tháng 12 thì quý vị xem này. Giáp dần thìn tuất khảm thân thân, nếu mà nhà quý vị mà rơi vào những 8 sơn thủy và 5 sơn thổ này thì quý vị sẽ không xây được. Giáp ở đâu đúng không? Giáp thì chúng ta dựa vào cái là thức là quyền này. Đông Nam Giáp là giáp Mão Ất là hướng đông đúng không? Giáp đây. Giáp có độ số từ bao nhiêu? 67,5 độ đến 67,5 độ đến 82,5 độ thì quý vị không xây này. Dần thì Phạm Thái Tuế thì chúng ta cũng không xây rồi. Thìn đúng không ạ? Sơn Thìn là Đông Nam, là Thìn Tuấn Tị Đông Nam đây. Thìn đây có độ từ 112,5 độ đến 120 112,5 độ đến 127,5 độ thì chúng ta không xây. Vào cái tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng gì? Tháng 11, tháng 12. Đấy. Đấy vì là gì? Mọi người không biết, là rất nhiều người xây bị phạm Mộ Long Biến Vận này vào cái tháng này. Vào cái tháng này hại dẫn đến hại phụ mẫu, hại phụ mẫu phạm rất nhiều luôn. Đấy. Đó, đó là cái về tháng nhá. Những cái mộ tại thìn này, tức là mộ thủy cục ấy. Mộ thủy cục là tại thìn thì chúng ta sẽ kỵ xây vào tháng 5, tháng 6, tháng 11 và tháng 12. Mộ Đinh Mùi đúng không ạ? Hợi Mão Mùi. Hợi Mão Mùi, Mão là thuộc mộc thì mộc cục thì ngũ hành thuộc thủy. Thổ khắc thủy. Nhưng mà trong cái các tháng thì không có tháng nào ngũ hành thuộc thổ. Đâm ra là chúng ta vẫn có thể là xây bình thường, các tháng không không tháng nào bị phạm. Đúng không? Và Tân Sửu. Tân Sửu là thuộc thổ, thổ thì bị mộc khắc thổ. Thì cái những cái sơn này, sơn Tân Tân Sửu, Tân Sửu là bao gồm 4 sơn là sơn kim đúng không? Sơn kim là Càn Hợi Đoài Đinh. Càn Hợi Đoài Đinh thì chúng ta sẽ không xây vào gì? Không xây vào tháng 9 và tháng 10. Đấy. Tân Sửu đúng không ạ? Thì thuộc thổ này, 9 tháng 9 và tháng 10 ta không xây. Đó, như vậy là gì? Tôi đã chỉ ra cho quý vị và các bạn về những tháng xây nhà đại kỵ. Và để xác định được cái hướng nhà mình thuộc hướng nào ấy thì quý vị hãy sử dụng la bàn này đo. Đo xem bao nhiêu độ. Ví dụ quý vị mà đo vào gì? 120 độ chẳng hạn. Đấy thì nó vào sơn thìn. Đấy, quý vị mà đo cái tọa độ nhà mình nó vào gì? 180 190 độ chẳng hạn. Đấy thì nó vào gì? Vào cái sơn đinh. Đấy, thì có 24 sơn đây rồi thì quý vị có thể là gì? Dựa vào cái này, cái 24 sơn này áp lên cái thước lập quyền này để chúng ta tìm được cái sơn của nhà mình, cái sơn hướng của nhà mình, hoặc là dựa vào cái la bàn điện thoại để chúng ta áp vào được. Đó. Đó là tháng nhá. Bây giờ đến cái ngày và giờ. Ngày và giờ. Đó. Thì nếu mà quý vị mà có nhà nó thuộc 8 sơn thủy và 5 sơn thổ, thủy thổ mộ tại thìn thì quý vị không xây, không chọn vào những ngày hoặc giờ. Ngày giờ có ngũ hành là thuộc thủy, đúng không? Ngũ hành thuộc thủy ví dụ như là Bính Tý này, Đinh Sửu này, hoặc là gì? Bính Ngọ, Đinh Mùi này. Đấy, thì là thủy này, chúng ta sẽ không 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 xây. Đấy, tại vì thủy khắc hỏa nó bị khắc. Khắc ngày ấy, khắc ngày thì sao? Phạm ngày thì hại thân, hại chính bản thân và hại vợ con cũng như là anh em. Đấy, quý vị nhớ nhá, nếu mà cái ngày này phạm vào thì sẽ hại thân, hại vợ hoặc là hại anh em, tức là những người cùng với trang lứa bằng vai phải lứa mình, huynh đệ đấy, huynh đệ và phu thê. Đấy. Tiếp theo là gì? Giờ cũng vậy, giờ quý vị cũng kỵ là giờ thủy, à, giờ có ngũ hành được thuộc thủy. Đấy, vì là phạm vào giờ thì hại đến tử tôn, đến con cháu. Chúng ta xây nhà mà hại đến con cháu thì cũng chẳng ai muốn cả. Đấy, thì quý vị cũng phải kỵ những cái giờ ra. Ví dụ như là quý vị nhà quý vị ở hướng đông bắc mà sơn dần có khoảng 48 đến 50 độ chẳng hạn. Đấy, thì quý vị kỵ xây vào những cái ngày giờ tháng nó không có hành thuộc thủy. Đấy, còn những mà nhà mà thuộc cái sơn kim đúng không ạ? Sơn kim là có mộ tại Sửu. Có mộ tại Sửu thì chúng ta kỵ vào những tháng có ngày và giờ. Đấy, kỵ ngày giờ cũng có hành thuộc mộc. Ngoại thường mộc ví dụ là như là ngũ hành vị chúng ta kỵ những ngày ví dụ như là ngày Nhâm Tý này, ngày Nhâm Tý, ngày Quý Sửu này, hoặc là Tân Dậu canh thân này, hoặc là gì Mậu Tuất Kỷ Hợi này, vân vân. Đấy thì nó cũng có hành thuộc mộc thì chúng ta cũng kỵ những cái ngày đó hoặc giờ đó ra. Tiếp đến là gì? Các sơn sơn Đinh Mùi. Đấy. Có ba sơn mộc ví dụ như nhà quý vị mà rơi vào ba sơn là Trấn, Cấn và Tỵ thì quý vị có thể kỵ những cái tháng
là có ngũ hành thuộc thổ. Đấy, tại vì năm 2022 nhâm dần thì cái bát thân mộc này có mộ tại Mùi và là đinh Mùi thì nó cũng ngũ hành thủy, thổ thì khắc thủy. Nên là chúng ta kỵ xây vào những tháng có ngũ hành thuộc, những ngày ngày và giờ có ngũ hành thuộc thuộc thổ đó. Còn với những nhà mà ở Sơn Hỏa ấy, năm Sơn Hỏa là ly nhâm bị nhất thì chúng ta kỵ đó, có một đại tuất thì canh tuất là tuất kim nữa, bị hỏa khắc kim thì chúng ta cũng kỵ ngày hỏa và giờ hỏa, ví dụ như là bính dần đinh mão này, hoặc là mậu ngọ kỷ mùi này, hoặc là mậu tý kỷ sửu này đó, hoặc là ất hợi giáp tuất ất hợi này, vân vân, thì kỵ những ngày giờ đó ra để chúng ta xây sẽ được cát lợi nhất đó. Đó là những chia sẻ của tôi về cái mộ long biến vận và cách cách chọn ngày tháng và giờ xây nhà được cát lợi nhất, được cát lợi nhất đấy. Thì trong mộ long ấy thì cái hóa giải mộ long thì chỉ có sử dụng gì, sử dụng thời gian, sử dụng ngày giờ để hóa giải thôi, còn chả có cách nào khác để hóa giải. Thì gì chúng ta biết rồi, biết mộ long rồi, tôi tính cho quý vị rồi, thì quý vị hãy gì lựa chọn ra những cái thời điểm tốt nhất và kỵ loại bỏ ra những cái thời điểm mà xấu này mà tôi đã chọn cho quý vị, thì quý vị đừng dùng vào. Chúng ta biết ở đây thì để mà tránh tránh thì tránh được cái hung họa, giúp cho việc xây nhà được cát lợi, được hanh thông, được may mắn. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình ngày càng phát triển hơn và phục vụ được nhiều nhiều quý vị hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.